Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo. Thì sau đây là một cái gọi là update mới trong ngày hôm nay. Android thì có rồi, nhưng mà iOS thì chưa có, cho nên vì đó nên như là cái shop ngựa của Android mình, của game mình chưa mở, bởi vì mình đang đợi iOS người ta duyệt. iOS mình duyệt ok là mình sẽ up cho anh em các bạn nha. Thì các bạn thấy đây là hiện tại là mình đã up 19 con ngựa mới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 con ngựa mới. Ngựa này sẽ bán trên shop và mỗi con ngựa đều hạn sử dụng 7 ngày. Giá rất là rẻ để cho anh em lựa chọn. Mỗi con ngựa nó có đều có một thuộc tính. Hiện tại thì thuộc tính của nó là như nhau. Thuộc tính của nó là như nhau, khác nhau về hiệu ứng mình ảnh. Thì đây đầu tiên là con ngựa phi phong. Chúng ta mua chúng ta sẽ có như thế này để gọi là không có quy định, để khi mà các bạn mua các bạn sẽ bị gán luôn. Mà mua nó sẽ có một cái như thế này, giống như một cái rương vậy các bạn. Thì ưng sử dụng khi nào là sử dụng, các bạn sử dụng các bạn sẽ trừ. Đó, đây. Thì khi chúng ta sử dụng sẽ có đây tính của người tuy phong này. Đó, rất là đẹp các bạn nha. Rất là đẹp các bạn nha. Đây, hiệu ứng của nó khi nó đánh này các bạn. Đấy. Đó, chém này. Đấy. Rất là ok các bạn nha. Cái thứ hai là con ngựa kỳ lân. Đây là con ngựa kỳ lân. Mấy con ngựa này đang có từ thời kỳ hoàng kim các bạn. Thằng thú. Các bạn có thể zoom gần. Đó, để nhìn cái độ nét của con ngựa các bạn thấy không? Ngựa rất là nét các bạn nha. Đó, cực kỳ nét. Nét như gì luôn, các bạn thấy nét cực kỳ nét không? Anh em thì nhiều anh em ưng để cái khung như thế này cho nó vừa dễ nhìn, không thì các bạn để xa này. Đó là cái mà tôi thích. Đó, đây là con ngựa kỳ lân. Để phím này đánh cho nó thầm hố ấy. Các bạn thấy như thế không? Ấy, quá tuyệt vời luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với con ngựa Thanh Huy. Mỗi con ngựa thì nó sẽ hạn sử dụng 7 ngày để các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như tuần này tôi chơi con này, tuần sau tôi chơi con khác. Đó, kiểu vậy. Đó, đây là con ngựa Thanh Huy. Các bạn thấy đồ họa rất là nét luôn. Rất nét luôn. Đói. Ôi, trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại con ngựa là Ngư Tượng. Tất cả những thuộc tính thì sẽ có sự điều chỉnh sau các bạn nha. Đây, đây là con ngựa Ngư Tượng. Chuẩn đẹp. Khớp với từng khung hình luôn. Các bạn thấy không? Rất là ok đúng không các bạn? Tiếp theo thì mình sẽ đến với con ngựa là Mạnh Tượng Phi Sương. Vì họ bỏ một kim môn phái của mình cho nên là mình áp dụng mấy cái này. Chứ còn nếu mà những các bạn cày cúc hay là này kia thì sẽ không dùng mấy cái này đâu. Mình mở hoàng kim môn phái cho nó đẹp. Đó. Các bạn thấy ô già đúng không? Quá ô già luôn ấy. Ôi trời ơi, nữ cưỡi nó còn đẹp hơn nữa các bạn nha. Đó, tiếp theo là đến con Bạch Tâm Vĩ. Ba cái đuôi. Hôm qua chụp cái hình gửi anh em, nó hiện nó đứng như thế này, nó hiện có hai cái đuôi. Anh em bảo cho cái đuôi đâu mất rồi. Thực tế là nó có ba cái đuôi các bạn nha. Đó, đấy. Ui giời, các bạn thấy phê không? Đấy. Tiếp theo là con Kim Tượng. Tượng là con voi. Voi là tượng các bạn. Ui voi hút kinh điển không? Đó, đúng đẹp đúng không các bạn? Rồi, tiếp theo là đến con xích ô phủ. Con này là tên là do mình tự đặt. Nó có những cái gai. Những cái gai rất là đẹp. Ok. Tiếp theo là đến con hắc mưu. Vì sao gọi là hắc mưu? Hắc là đen. Mưu là nhìn có vẻ nó có mưu mô. Nhìn các bạn nó có mưu mô các bạn. Nhìn thôi thì có nó mưu mô không nhỉ? Đó, nhìn con này có vẻ mưu mô xảo quyệt đúng không? Để cái tầm gần này chẳng dễ nhìn này.
sẽ test này, từng hướng đi đánh này, di chuyển này, rồi đánh các góc đánh này, coi thử nó có ok chưa này. Fix mấy cái này nó mất thời gian lắm mà này. Tiếp theo là những con ngựa dưới này đẹp, từ từ mình làm, mình review xong. Bây giờ mình sẽ review đến con hỏa kỳ lân. Đó. Quay chà. Quá đẹp luôn các bạn. Đấy. Ui trời. Rồi. Đó, tiếp theo đến con hỏa tử. Đó. Người hồn không anh em? Rồi hắc tâm vĩ, hồi nãy là bạch tâm vĩ, bây giờ là hắc tâm vĩ. Con này cũng có ba đuôi. Đó. Bởi auto phải là đánh bá trái vào chát luôn. Ôi. Ôi. Đó. Ghê hồn các bạn. Rồi bây giờ là đến con kim tử. Đó. Thấy đã chưa? Ồ, các bạn thấy hơi bị đẹp đúng không các bạn? Rất đẹp luôn. Rất đẹp. Ồ, bây giờ đến những con gần gần hơn nè. Những con gần gần hơn là đại kim ngưu nè. Ồ. Ôi, trời, có nguyên một cái cây cờ phía sau luôn. Biết sao nên có cây cờ phía sau hay thật. Rồi. Thế là đến con đại hồng ngưu. Vì sao? Vì nó có màu hồng. À, con này là một đòn một cửa trong tiệc đám cưới là đẹp này các bạn này. Có cây đàn phía sau luôn. Con kia có cờ, con này có cây đàn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào những con chính này. À, chưa, chúng ta sẽ chơi con họ tử nữa. Ồ. Mà như một con sói luôn. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào những con đẹp ngắt ngay nè. Đây là cái con bên Tăng Kiến Hiệp mà anh em hỏi mình là kêu có con này không anh cây nè. À, cái con này đẹp lắm anh ơi mà không biết có không. Đây, nó đây các bạn. Mà các bạn thấy không? Đó, ánh hào quang rực rỡ. Ôi, trời ơi. Anh em nhìn cái bước di chuyển của nó này. Ồ, anh em nhìn cái bước di chuyển của nó nè. Trời đất ơi. Quá đẹp đúng không các bạn? À, nhưng mà nó có những con tương xứng như vậy. À, bây giờ ví dụ như con hỏa long viêm đế này. Đó. Đó. Đó, mình thấy ok không? Và cuối cùng là con băng phong kỳ lân. Đó. Con này thì nó hơi to một tí thôi, nhưng không vấn đề gì. Bữa thì mình sẽ zoom lại. Đó. To thì anh em cứ trải nghiệm nên sau này mình zoom lại được mà. Zoom lại cho nó nhỏ lại. Cái đó thì nó không khó với mình. Cho các bạn trải nghiệm trước. Anh em nào chê to quá thì tôi zoom lại cho nó nhỏ lại. À, nhưng mà thực tế là mình vẫn thích cái con này hơn đúng không các bạn? Đại kỷ hỷ này. Nó rất chi là đẹp luôn. Đó. Này thấy nó ánh bạc đẹp không? Này, trời ơi. Ui. Không thể nào chê được các bạn. Ui. Thôi. Giả tảo các bạn thấy nát không? Chữ giả tảo thì các bạn thấy nát dễ sợ không? Quá nát luôn. Bởi phiên bản Cocos nó có lợi vậy. Nó cực kỳ đẹp. À, hiện tại thì thị trường này bản của Thiên Tiệt là cũng Cocos đấy. Nhưng mà không biết là vì lý do gì đã ốp rồi. Hiện tại thị trường bây giờ chỉ có một vài game bản Cocos thôi, còn lại những bản game khác là Unity. Unity với Cocos các bạn nhìn các bạn biết liền á. Unity nó ảo hơn tí. Hơi ảo ảo, còn Cocos là nó lót từ PC lên, cho nên thành ra là nó rất là đẹp. Ồ, và các bạn zoom xa này. Thực tế là chơi game anh em zoom xa đánh cho nó sướng. Đó. Zoom xa thì cái mấy cái con Unity thì nhìn nó cũng bình thường. Đúng không các bạn? Ha 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 ha.
Trời ơi, cưỡi con này mà nó là bá cháy bò chét luôn. Đúng rồi nè, quá bá cháy luôn. Đó, đi giữa các thành thị. Đó. Trời đất ơi, quá tuyệt vời. Ok, clip của mình đến đây kết thúc. Vì trong ngày hôm nay, khi nào iOS duyệt thì sẽ update cho anh em. À, còn dự án server mới thì đã có rồi nhưng mà hiện tại chưa, vẫn là server Kim Môn Phái các bạn nha. Còn đối với tiêu chí server kỳ cúc này kia thì mình sẽ tính sau, giờ mình đầu tư server Kim Môn Phái, server BK cho nó chỉnh chu để anh em có một sân chơi lâu dài. Bởi vì server mình đến thời điểm hiện tại là được open từ hồi tháng 9, đến bây giờ được 13 tháng rồi, anh em vẫn chơi rất là tâm huyết, mới có cũng có, những người cũ quay lại cũng có. Ok, clip của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Bye bye.